Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cái bùm sụm nha. Chào Phúc Kiến. Cây này có mã số là 111. Có tổng sơ đồ hình gốc là 54, chiều cao là 55. Đang nằm trong nuôi độc lòng là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 700k, bao ship luôn chậu nha. Cây bùm sụm nhà vườn cũng đã vô gia định hình cho em nó rồi. Farm thiên nhiên. Gốc này khá là dài nha. Cái này có mã số là 111. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 700k, bao ship luôn chậu nha. Cây bùm sụm có tên gọi khác là trà Phúc Kiến. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cụm hải châu nha. Cái này là hai cây nha, hai cây như mình nhà vườn trồng chung nha, mình một cụm nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Cái này có mã số là 112, có tổng sơ đồ hành gốc là 12 nha, gốc đây nha, nhà vườn lấy cái này làm chính nha, này là 12. Cây cao là 73, nhà vườn đo từ mặt chậu cho tới ngọn nha là 73. Đang nằm chậu nuôi là 60 nhân 35 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 1.400k, bao ship luôn chậu nha. Một cụm hải châu. Đây này, cây đang cho trái luôn này. Nè, trái quá trời luôn. Con này cũng đang ra cho ho này. Cây xanh tươi tốt luôn. Cầm hải châu này hai cây nha cả nhà, không liền cốt. Cái này có mã số là 112, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1.400k, bao ship luôn chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây sam đao điểm nha. Cây sống khỏe rồi, cả nhà mình yên tâm. Cái này có mã số là 113, có tổng sơ đồ hành gốc là 15, chiều cao là 43, đang nằm chậu nuôi độc lòng là 30. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 550k, bao ship luôn chậu nha, cho một em đi sam đao điểm nè. Chỗ giờ để nem này, nhìn để nơm này đã đều luôn nha. Cây thân co lắc lư luôn, còn thiên nhiên sam đâu đi. Cái này có mã số là 113, nhà vườn xin giao luôn nhanh luôn 550k, bao ship luôn chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cây linh sam đao điểm nha. Cây sống khỏe rồi, cây thân cổ lắc lượng luôn, ông thiên nhiên. Cây này có mã số là 114, có tổng sơ đồ hình gốc là 14, chiều cao là 47, đang nằm cho nuôi đọt lòng là 30. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 600k, bao ship luôn chậu nha, cho một em linh sam đao điểm này. Cái này vàng để đâu đó này, trả đều luôn nha. Cây cũng khá là già rồi. Thân co lắc lượng luôn. Cây xanh tươi tốt. Cái này cái mã số là 114, nhà vườn xin giao lưu nhanh là 600k, bao ship luôn chậu nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ nha mình nha, form thiên nhiên. Cây này form bay nha mình này, form bay nha. Cây này liền cốt nha mình nha, liền cốt. Cây này có mã số là 115, có số đo tổng hoành gốc là 34 nha mình nha. Cây cao là 42, cây có chiều dài cái tàn phóng nha mình nha, tính từ đây và đây là 80 nha. Cây đang nằm trọng men xanh lọt lòng là 36. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 4 triệu rưỡi bao ship luôn chậu nha.
một cây hải châu lá nhỏ nha mình. Cây này form bay nha, nhưng mà nhà vườn dựng theo kiểu rừng tinh thân nhà mình nha, rừng tinh thân. Nhà mình về không thích rừng tinh thân, mình sẵn có dây nè, mình cho nó bẹt bay qua một bên cũng rất là ok luôn nha mình. Cây rất chi là sung luôn, xanh tươi tốt nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo nha, hải châu lá nhỏ nha mình. Form bay rất là chi là đẹp luôn nha mình nha. Năm thân nha mình nè, thằng này lũ thép âm thân nha, chung cốt nha mình nha. Rồi mã số 115, giao lưu nhanh với nhà mình là 4,5 triệu bao ship cho một cây hải châu lá nhỏ nha mình nha. Cây form bay rất chi là đẹp luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng lá trung nha mình nha. Cây này form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt của nhà mình nha. Cây này siêu lũ luôn. Đây, lũ nhìn rất chi là VIP luôn nhà mình nha. Nhìn rất chi là già luôn, hang hóc nha mình nha. Lũ thép, lũ thép luôn. Cây rất chi là khỏe luôn nha. Cây này có mã số là 117, có số đo tổng hoành gốc là 125, cây cao là 55, cây đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 45 nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 3,000,000 bao ship không chậu nha. Đây, một cây bằng lăng lá trung. Cây này về mình ghép tường quy huyết long rất là chi là VIP luôn á. Cây này form thiên nhiên tự tạo nha mình nha. Đây, mặt lưng này, mặt lưng có cặm viên đá luôn nha. Nhìn rất chi là cổ luôn nhà mình. Bằng lăng lá trung nhà mình, nhà mình xem tham khảo nha. Ân ý thì cứ việc ai bóc ở nhà vườn ủng hộ luôn nha. Một cây bằng lăng lá trung siêu lũ luôn. Cây này nhìn như cái hang động nhà mình. Rồi mã số 117, giao lưu nhanh với nhà mình là 3,000,000 bao ship nha, cho một cây bằng lăng lá trung nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.